xây tương thân tình trong đạo phật tùy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt quyết nói theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài. Xin quý vị hãy tiếp tục lắng nghe những lời pháp thoại đầy năng lực thanh tịnh của thầy Thích Viên Huy. Dạ thưa thầy, thầy có thể chia sẻ với chúng con và quý khán thính giả những câu chuyện hoặc là ví dụ điển hình mà thầy biết về luật nhân quả được không ạ? Xin Đạo Phật, cảm ơn cô Nhật Bửu, thưa quý vị. Về cái luật nhân quả nó có chứ không phải là nó không hay không. Đương nhiên, ví dụ bây giờ chúng ta ra ngoài tiệm, ngoài chợ mà chúng ta ăn cắp một vấn đề gì đó thì rõ ràng chắc có lẽ là bị cầm tay. Hoặc chẳng lẽ nếu không có bị cầm tay á, thì một ngày nào đó chúng ta phải trả theo cái nghiệp báo mà chúng ta đã ăn cắp đó, chứ không phải là không. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta cái làm lành hay là làm xấu hay làm ác nó đến chậm hay là đến nhanh cái hậu quả đó, chứ không phải là nó không có đến với tất cả chúng ta. Trong cái cuộc sống của chúng ta thì chúng ta nghĩ rằng là cái chuyện đó hoặc chẳng là Đức Phật nói hoặc chẳng là ai nói đó chẳng qua chỉ hù nhát người khác. Nhưng mà thưa quý vị, rõ ràng trong một người tu hành, một người tụng kinh niệm Phật, không phải là những người xuất gia đi nữa, mà trong suốt cái cuộc sống của họ, họ không bao giờ nói một cái lời nói dữ, không bao giờ nói một cái lời nói ác, không bao giờ nói đâm nói tạp, rõ ràng được mọi người cung kính. Một cái người đó họ suốt đời họ làm tất cả những cái việc làm được mọi người cung kính. Nhưng mà thưa quý vị, họ không phải cung kính liền, nhưng mà họ phải coi để xem cái người đó có thật không ấy đã chứ. Không phải là họ cung kính liền đâu. Nhưng mà khi chúng ta làm với cái tâm của chúng ta tự nhiên, có một cái năng lực, có một cái từ trường, chính của mỗi bản thân của chúng ta nó phát xuất ra, nó làm cho mọi người cung kính về cái đức hạnh của chúng ta như vậy. Chứ không phải là ở đâu nó đem tới đâu, mà chính bản thân của chúng ta làm vậy. Cho nên có trước rồi có sau. Cái thời mà Đức Phật khi còn tại thế, quý vị, có một cái người thợ may, họ may rất là giỏi, nhưng mà họ chuyên gia là lường gạt chư tăng để lấy những cái vải tốt, rồi họ đi ra ngoài Gò Mã đâu đó họ lượm những cái miếng vải xấu về ráp thành cái y. Qua nhiều cái thời gian như vậy thì có một cái người thợ may khác lại giỏi hơn, mà đến với ông ta nói rằng là tôi sẽ giúp anh may và kiếm được nhiều tiền hơn nữa, và anh đưa tất cả những cái mảnh vải tốt ra cho tôi. Và sau đó thì anh ta cũng lường gạt cái người thợ may này. Thì có những cái việc đó nó xảy đến như vậy, thì những cái người đó mới bạch với Đức Phật rằng tại sao có những cái việc lạ như vậy, những cái người này đã lường cái đồ của tăng chúng, rồi cái người này đã đi lường của người khác. Thì Đức Phật mới nói là nguyên nhân đó từ trước nó xảy ra chứ không phải là mới bây giờ đây. Rồi qua trong cái thời đó thì có một cái ao cá, cá nước nó cạn rồi, thì có một cái con cò chuyên gia rồi mới đến đó và rủ những con cá, nghĩ rằng là anh ta sẽ gấp những con cá tới cái hồ nước khác. Nhưng mà anh ta đem anh ăn thịt hết, sau đó gặp một con cua, phỉnh con cua, nhưng mà không ngờ con cua biết được ý định của con cò, cho nên nó kẹp cổ con cò và con cò đến chết. Rồi bây giờ đây á, cái nghiệp đó nó vẫn chưa hết, nó duy trì tới bây giờ. Và cái người này phải trả lại những cái nợ cũ, tức là cái anh chàng thợ may này. Đó là cái nghiệp mà anh đã gây ra. Cho nên nó bị mất hết tất cả những cái gì mà anh đã làm, tức là cái phước đức anh đã làm ra. Anh cố gắng, dù có cố gắng nhưng mà không phải là tạo cái việc lành, cho nên cái bị cái người này lại cướp mất đi cái tài sản của anh ta. Đó là cái nhân mà anh ta đã gây ra, đó là nghiệp bây giờ. Còn sau đó thì cái sự mà báo ứng nó còn nhiều nữa. Thì thưa quý vị, đó là cái nhân mà chúng ta đã tạo ra, thì chắc chắn cái quả chúng ta sẽ chuốc lấy, chứ không bao giờ tránh chạy một cái ở nào đâu cả. Thưa cô, đó là cái điều mà chúng ta phải ghi nhận ngay trong hiện tại đây, chứ không phải là sau khi chúng ta chết đâu. Dạ, A Di Đà Phật, con xin cảm ơn thầy. Dạ thưa thầy, người làm ác thì muốn sám hối thì làm bằng cách nào, và việc thành tâm sám hối thì có chuyển được chuyển được ác nghiệp không ạ? Đức Phật dạy cho chúng ta đó, như trong cái câu chuyện đó, nếu một vị thần giữ cửa đó mà không có thành tâm sám hối để mà chuyển được cái ý nghĩ của ông ta,
để giúp đỡ cho những người khác làm việc thiện thì anh ta cũng không có trở lại nhà cái vị trưởng giả được. Cho nên Đức Phật dạy, và trong cuộc sống của chúng ta nó có hai người được Đức Phật cho là đại nhân. Một cái người tức là trong suốt cuộc đời của họ không bao giờ xảy ra những cái lầm lỗi, làm tất cả những cái lầm lỗi gì, nói những cái lời lầm lỗi gì, suy nghĩ những cái lầm lỗi gì. Đó là cái bậc đại nhân thứ nhất. Vấn đề thứ hai tức là cái người đó khi đã lỡ làm những cái việc lầm lỗi thì sám hối về những cái lỗi lầm của mình, biết ăn năn, biết hổ thẹn đối với người khác. Còn nếu mà cái người đó không biết ăn năn, không biết hổ thẹn thì chắc chắn họ sẽ sa lầy vào những cái con đường bùn nhơ xấu xa, và một thì bị mọi người xa lánh. Ví dụ như một cái người nào đó chuyên môn đi nói hai lưỡi, đi nói xấu người khác, đi nói nịnh bợ, đi nói thiêu dệt, nói là ác mắng nhiếc cái người khác mà họ không biết tự hổ thẹn họ, thì rõ ràng tất cả những cái bạn bè của họ xa lánh họ ngay. Đó là cái điều kiện thứ nhất. Vấn đề thứ hai ấy, là họ sợ cái người đó đi nói, mặc dù hai người nói nhau không phải là cái chuyện đó, nhưng mà vẽ chuyện ra họ nói thành cái chuyện khác thì họ sợ cái người đó rồi. Như chúng ta thấy đó, ví dụ như có những người ấy, nếu mà đối mặt với chúng ta mà cái người đó đi nói xấu mình thì họ thấy làm sao? Họ thấy là họ hổ thẹn, rồi họ tìm mọi cách, họ biện bác, họ để làm cho mình được trong sáng, cho nên cái người kia phải bị những cái tiếng xấu. Đó là cái nhân và cái quả nếu người đó không có biết sám hối. Còn cái người đó có thể những cái người mà đi nói xấu đó, chúng tôi nói cái nguyên nhân đó, cái nhân đó, người đó nói xấu là kích động hai bên để làm cho chống bán nhau. Nếu mà họ truy tìm ra cuối cùng cái nguyên nhân nó không có thì họ trở lại kiểu là gãy ông đập lưng ông, nó trở lại với người đó, họ sẽ trở lại chống bán cái người đó, họ tất cả những cái thù hận họ sẽ đổ lên đầu cái người đó. Đó là cái điều kiện mà cái người đó phải nhận lãnh. Cho nên cái người mà biết sám hối thì mọi cái sự lỗi lầm đó nó được tiêu sạch như là cái bóng tối trong một cái nhà. Khi chúng ta thắp cái đèn lên thì nó sẽ sáng hết. Còn nếu người đó không có biết thì chúng ta sẽ chìm ngập trong cái tội ác, trong cái ác nghiệp của chúng ta, thưa cô. Dạ, A Di Đà Phật, con xin cảm ơn thầy. Dạ, thầy có thể tóm lược lại ý nghĩa của bài kệ này và gửi đôi lời nhắn nhủ đến quý khán thính giả trước khi chúng ta tạm chia tay với chương trình được không ạ? Thưa quý vị, trong cái bài kệ mà Đức Phật nói đây, nếu mà chúng ta đọc mà cho nó dễ hiểu hơn theo cái câu mà văn bằng, tức là làm ác mà gặp việc lành, không làm ác mà gặp việc lành, đó là quả dữ chưa sanh kịp thời. Tức là chúng ta làm nhưng mà cái quả dữ nó chưa sanh, chứ không phải là nó không sanh. Đến khi ác báo chín mùi, ác thời gặp ác, đời đời chẳng sai. Khi cái ác đó nó chín mùi rồi thì nó trở lại, chứ nó không có bao giờ nó sai. Cho nên cái phước lành nó đến chúng ta đừng có cho rằng là dù chúng ta có tạo cái việc ác đi nữa nhưng mà cái quả lành nó vẫn đến. Cái điều đó, thưa quý vị, nó không bao giờ nó có đó với chúng ta, không bao giờ nước nó chảy ngược chúng ta cả. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta hãy nhớ nghĩ rằng là trong chúng ta đem nên đối xử với người khác thật là tốt trong cái cuộc sống của chúng ta. Chúng ta nên có một cái ý nghĩa tốt đối với mọi người xung quanh, có một cái hành động tốt đối với mọi người xung quanh, có những cái lời nói tốt đối với người xung quanh thì chắc chắn nó đem lại cái hạnh phúc cho chúng ta. Chứ chúng ta đừng có suy nghĩ rằng là mình, tại sao người khác phải đối xử với mình có những cái điều không có vừa ý như mình như vậy. Mà chúng ta hãy nhìn về mình đã. Trước tiên chúng ta nhìn về mình, chúng ta đối xử với người khác ra sao, lời nói ra sao, có tôn trọng hay không, có cung kính hay không. Đó là cái điều mà trong cái cuộc sống nó đem lại hạnh phúc cho chúng ta, chứ không có nói đầu xa. Còn nếu chúng ta tu tập mỗi một ngày, quý vị nên quan sát ngày đó chúng ta đã suy nghĩ cái gì xấu ác đến tất cả những người khác thì chúng ta nên dứt trừ. Chúng ta đã hành động những cái gì xấu ác đến những người khác thì chúng ta nên bỏ. Và nếu chúng ta nói những cái lời nào làm cho người khác buồn ý thì chúng ta nên dứt trừ. Đó là cái sự tu tập, và chắc chắn nhờ những cái việc đó được mọi người cung kính, và cái phước báu, cái hình tướng của mỗi ngày đó nó rạng rỡ thêm, được mọi người cung kính, và cái phước báu nó thành tựu cái sự nghiệp trong cái cuộc sống của chúng ta mà Đức Phật đã dạy chúng ta không bao giờ mất cả khi chúng ta làm tất cả những cái việc làm. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho tất cả đại chúng được vô lượng an khương, thân tâm thường lạc.
Dạ, A Di Đà Phật, con xin cảm ơn thầy. Chúng con thành tâm tri ân thầy đã ban bố cho chúng con và quý khán thính giả một bài pháp thoại rất sâu sắc và hữu ích. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật trong những giây phút vừa qua. Hy vọng những lời pháp thoại của thầy sẽ giúp quý vị hiểu sâu hơn về lời Phật dạy. Nếu quý vị có những đóng góp ý kiến hay những câu hỏi về Phật Pháp hoặc những nhu cầu về đời sống tâm linh, xin quý vị hãy hoan hỷ liên lạc về Chùa Điều Ngự ở số phone 714-890-9513 hoặc Chùa Diệu Pháp ở số phone 626-614-0566. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho quý vị được vô lượng an khương, Bồ Đề Tâm luôn tăng trưởng. Xin cảm ơn quý vị. Say.